Kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Lúc này khi mà tôi chia sẻ chương trình thì cái microphone của tôi có vấn đề, cho nên bây giờ tôi thâu lại với âm thanh rõ ràng hơn để quý vị nào mà vừa rồi không nghe được thì sẽ nghe lại. Thưa quý vị, hôm nay tôi đến quý vị với hai cái đề tài. Đề tài thứ nhất là tôi sẽ nói về bà Fannie Willis, vụ việc bà đang thương lượng để mà những cái đồng phạm của ông Trump sẽ ra nhận tội cũng như đồng thời sẽ ra làm chứng cho cái vụ án này để chống lại ông Trump. Điều thứ hai tôi muốn gửi đến quý vị đó là tu chính án thứ 14 đang xảy ra rất là nóng tại tiểu bang Colorado. Thưa quý vị, cái bản tin mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị đến từ CNN. CNN họ cho biết rằng các công tố viên quận Fulton đã và đang thảo luận về các thỏa thuận nhận tội với ít nhất 6 đồng phạm bị buộc tội cùng với Donald Trump về cái âm mưu mà họ muốn lật đổ cái cuộc bầu cử tổng thống tại Georgia vào năm 2020. Cái chiến lược của bà Fannie Willis rất là rõ ràng. Có càng nhiều bị cáo nhận tội để lật tẩy Trump thì càng tốt. Điều này sẽ làm cho Trump và một số đồng minh thân cận của ông ta ngồi trên một cái đống lửa. Người mà bà Fannie Willis đã liên lạc, đã nói chuyện và vẫn còn đang liên lạc. Tôi xin gửi đến quý vị hình ảnh của người này. Bà này có tên là Misty Hampton, từng là một giám sát những cái nhân viên làm việc trong cái phòng phiếu. Và người thứ hai là Mike Roman, là người này nằm trong cái quỹ ban vận động tranh cử của ông Trump tại tiểu bang Georgia. Hai người này đều có liên hệ với văn phòng của bà Fannie Willis để đạt đến một cái thỏa thuận có thể xảy ra. CNN cũng đã xác nhận rằng có ba bị cáo khác cũng đã thảo luận về thỏa thuận nhận tội. Nhưng không đưa tên họ ra bởi vì những người này là những người mà đang có những cái trường hợp rất là quan trọng trong vấn đề thương lượng mà danh tính của họ không nên được tiết lộ ở giờ phút này. Và bà Fannie Willis có một cái chính sách rằng bà sẵn sàng thảo luận về các thỏa thuận nhận tội với bất kỳ ai. Nhưng Trump á, thì cái cơ hội nó rất là ít xảy ra. Bởi vì đối với bà Fannie Willis á, thì khi mà thương lượng á, thì cái điều đầu tiên á, là phải nhận tất cả những cái tội của mình. Nhẹ hay nặng không người biết, nhưng ông phải nhận tội. Và điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đến với Trump. Đối với những người khác thì họ đã nhận tội hoặc là nhẹ hay là nặng. Nhưng mà Trump thì không bao giờ nhận tội. Ông ta phủ nhận mọi hành vi sai trái và tiếp tục khẳng định rằng ông ta đã thắng cử cuộc bầu cử đã gian lận. Cho nên vấn đề thỏa thuận đến một cái thương lượng với ông ta nó rất là khó xảy ra. Cho đến nay, 4 trong số bị cáo trong vụ án ở quận Fulton, bao gồm 3 luật sư liên quan trực tiếp đến nỗ lực của ông Trump nhằm lật đổ cái kết quả của cuộc bầu cử tại Georgia. Tất cả những người này đã nhận tội để mà đổi lấy cái mức độ khoan hồng. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi người thì họ bày tỏ cái mức độ hối hận của họ khác nhau.
Chẳng hạn như bà Jenna Ellis, khi bà bày tỏ cái sự xin lỗi của bà thì bà khóc và đã đọc một cái lá thư từ chối những cái nỗ lực của Trump nhằm lật đảo đảo ngược kết quả cuộc bầu cử. Bà hối hận rằng bà đã nhận cái công việc đó. Nhưng mà đối với người khác là bà Sidney Powell thì bà ta không là như vậy. Bà ta không có vẻ tỏ vẻ ăn năn, và khi mà bà đọc cái lá thư thì nó chỉ có một cái câu duy nhất là xin lỗi thôi. Và ngược lại, bà Jenna Ellis thì đọc một cái lá thư lớn lên và nói nhiều hơn, dài hơn để tỏ vẻ ăn năn. Thì vấn đề ở đây chúng ta không biết ai ăn năn thật hay ăn năn giả nha quý vị, nhưng đó là những gì chúng ta thấy trước mắt nó là như vậy. Còn có ba người rất là quan trọng, đó là Rudy Giuliani. Thì thưa quý vị, ông này là một chủ chốt, ông này là đứng chỉ hàng thứ hai sau ông Trump mà thôi. Và ông này là người mà to miệng nhất của ông Trump vào năm 2020. Thì ở giai đoạn này thì khó mà đưa ra thỏa thuận với Giuliani. Bởi vì Giuliani từ lâu đến giờ đó, ông đó là đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc dàn dựng âm mưu lan rộng nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia và còn nhiều hơn như vậy nữa. Đưa ông ra để mà thỏa thuận, để mà thương lượng thì một điều khó cho họ để mà làm. Bởi vì ông là một cái người lớn quý vị, họ cũng muốn truy tố ông ta. Và gần đây nhất, vấn đề thương lượng nó khó xảy ra bởi vì ông ta đã mất hai luật sư ở tiểu bang Georgia. Ông ta mới mướn kiếm ra một luật sư mới. Cho nên vấn đề không có sự nói chuyện. Và ông Mark Meadows thì cũng chưa được đưa ra một cái thỏa thuận nhận tội trong vụ án ở Georgia. Bà Willis chưa có gọi ông, như là bà Misty Hampton hay là ông Mike Roman. Không, bà đã không gọi điện thoại cho ông ta hay đã không nói chuyện với luật sư của ông ta. Và cho ông John Eastman cũng vậy, thưa quý vị. Đây cũng là một người đồng phạm cao cấp nhất của Trump. Cũng không có được bà Fannie Willis đưa ra một cái đề nghị thỏa thuận nhận tội. Cái chiến lược mà bà Willis áp dụng là quay chung quanh những người đồng phạm được liệt kê ở đầu bản cáo trạng và bảo đảm sự hợp tác từ những người được coi là ít quan trọng. Có nghĩa là lấy những người ít quan trọng để mà triệt tiêu những người trên cao. Trên cao trong đây chúng ta đang nói về Trump và Rudy Giuliani và có thể là Mark Meadows và có thể là John Eastman. Đối với những người đó là bà muốn những cái người thấp cổ bé miệng hơn, ít quyền lực hơn, tập trung vào cái việc tố cáo những người này. Và điều này bà đã làm trong cái vụ án RICO năm 2014, khi bà kết án thành công những người tham gia quan trọng trong cái vụ gian lận ở một cái trường công lập ở Atlanta. Ông Robert James, thưa quý vị, là một cái cựu luật sư. Vâng, tôi quên đưa cho quý vị thấy hình ảnh của tôi đưa ngược lại cho quý vị thấy hình ảnh. Đây là hình ảnh của bà Misty Hampton. Và đây là hình ảnh của ông bà, hình ảnh của bà đang đứng đây trong cái hình, trong cái lúc mà bà mở chìa khóa cho những cái nhân viên của một công ty vào trong đây để mà lục ra cái máy móc của hãng công ty Dominion. Dominion đó là công ty đã lập ra những cái máy bỏ phiếu. Và đây là ông Mike Roman. Đó là những nhân vật mà đã được bà liên lạc và đang cố gắng đạt được cái thỏa thuận.
còn ba người kia thì không biết danh tánh. Và một người từ chối, như vậy tôi quên nói, có một người đã từ chối không chịu thỏa thuận. Và đây là ông luật sư mà tôi đang nói. Ông luật sư này là người đã theo dõi chặt chẽ cái vụ gian lận bầu cử năm 2020. Ông nói rằng đó, bà Willis đang khởi đầu cho một loạt các thỏa thuận nhận tội ở quận Fulton. Khi mà các công tố viên muốn đưa các bị cáo vào một cái cuộc mà chúng ta gọi là đối xử với họ như là một nhân chứng, như là một người bạn thay lì vì là kẻ thù. Ông James ông nói rằng các thỏa thuận nhận tội làm cho vụ án của các công tố viên mạnh mẽ hơn vì họ có được nhân chứng và bằng chứng trực tiếp, và nó cũng mang lại cho các đồng phạm một cái sự an toàn và chắc chắn và nhất định khi họ biết rằng họ sẽ không bị bỏ tù. Thưa quý vị, và cái chiến lược của bà Fannie Willis có một cái câu ngạn ngữ như thế này khi mà người ta sử dụng trong các vụ án mà liên hệ đến RICO, vụ án mà liên hệ đến nhiều tội phạm, thì có một câu như thế này, quý vị, tiếng Anh nó gọi là the first to squeal gets the deal. Tạm dịch ra là người nhận tội và chịu hợp tác đầu tiên sẽ là người được đối xử tốt hơn. Đó, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta bước vào đề tài thứ hai. Ngày hôm nay câu hỏi mà mọi người chúng ta đang thắc mắc là Trump có thể bị loại ra khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống theo chính án, tu chính án thứ 14. Câu hỏi này càng ngày càng sôi nổi lên, nhất là khi Trump là người đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa và đang phải đối đầu với nhiều vấn đề pháp lý của ông ta. Sở dĩ vụ này xảy ra, thưa quý vị, là bởi vì một số các học giả pháp lý đã cân nhắc, đã tìm hiểu, và những người này đa số là những người học giả bảo thủ, những giáo sư về hiến pháp. Họ cho rằng ông Trump có thể bị cấm ra ứng cử ngay trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Và hiện nay số lượng kiện thưa ông Trump về vấn đề này càng ngày càng gia tăng. Có hai vụ kiện đã thất bại, là một vụ kiện xảy ra từ một luật sư thuế ở tiểu bang Florida. Ông kiện do ông thất bại bởi vì bà thẩm phán ở đó nói rằng ông không thể nói rằng ông bị bệnh, ông bị tổn thương khi một người ra ứng cử, cho nên ông ta bị loại ngay tức khắc. Người thứ hai là John Castro. Ông này đó, ông nói rằng ông sẽ trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống, cho nên ông thấy ông Trump là người bất chính, không có đáng, xứng đáng để mà ông tranh cử. Nhưng mà cuối cùng ông được lên tới tòa án tối cao pháp viện, nhưng họ từ chối xử cái vụ án này bởi vì ông không có khả năng để thành một ứng cử viên tổng thống. Ông chưa có nộp đơn, ông chưa làm gì hết. Ông cũng không có đủ cái điều kiện. Đó là phải đủ bao nhiêu tiền, bao nhiêu, có một số tiền tối thiểu và có một số người ủng hộ tối thiểu. Ông không có. Nhưng mà có một người thành công đối với vị, đó là ông Quy Griffin, mà tôi xin gửi đến quý vị cái hình ảnh của ông này ở đây để quý vị, ông tôi gửi hình ảnh ông này khá nhiều lần rồi quý vị. Ông này có tên là Quy Griffin. Ông này đã từng trúng cử vào trong cái chức vụ gọi là County Commissioner, là một chức vụ lớn trong một cái quận, nhưng mà ông đã bị cách chức và bị cấm tái ứng cử khi mà cái vụ kiện tu chính án thứ 14 đã kiện ông ta. Đó, thưa quý vị.
hai vụ kiện thất bại, nhưng mà hai vụ kiện đã thất bại bởi vì những cái bị cáo không có đủ tiêu chuẩn để mà kiện thừa. Và bây giờ tôi xin nói cái vấn đề rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị, là một cái nhóm có tên là công dân vì trách nhiệm và đạo đức, dịch ra tiếng Việt nó là như vậy, họ đã thay mặt 5 cử tri hay 6 cử tri, trong đó chỉ có một người là độc lập, còn tất cả đều là Cộng hòa, đảng viên của Đảng Cộng hòa. Họ kiện ông Trump vào tháng 9 và lập luận của họ rằng là ông Trump là người đã liên hệ tới cái cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, cho nên ông phải bị cấm xuất hiện trên các lá phiếu của tiểu bang Colorado dựa theo tu chính án thứ 14. Tu chính án này cấm những người nắm giữ chức vụ trước đây trong chính quyền Hoa Kỳ, những người đã tuyên thệ nhậm chức nhưng mà sau đó đã tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là giúp đỡ hay an ủi những kẻ đã gây ra cuộc bạo loạn. Ông Trump, ông đã phản đối cái vụ kiện này. Ông đưa ra một số cái lý do để mà bác bỏ. Đó là vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của ông ta và trên cái cơ sở thủ tục. Thì thưa quý vị, tuần vừa rồi, bà thẩm phán Sarah Wallace, đây là hình ảnh của bà. Bà này là người đứng ra chủ tọa cái phiên tòa. Bà đã bác bỏ cách đây tuần rồi một số cái đề nghị của ông Trump. Và những cái đề nghị cuối cùng thì hôm qua bà cũng đã đưa ra cái phán quyết cuối cùng là bác bỏ tất cả. Hai cái đề nghị cuối cùng mà bà đã bác bỏ. Cái đề nghị thứ nhất á, là Trump cho rằng ông không có vi phạm tu chính án thứ 14. Và ngay cả nếu mà ông có vi phạm đi nữa thì chỉ có quốc hội mới có thể thực thi cái điều khoản đó, chứ không phải là tiểu bang hay là ở tòa bản án. Thì quý vị thấy rõ ràng ông Trump bây giờ rất là mong mỏi đi vào trong quốc hội bởi vì MAGA đang chờ sẵn ông ta. Bà thẩm phán hoàn toàn bác bỏ. Bà nói rằng lập luận của Trump là chỉ có quốc hội mới có thể xác định được cái tư cách hợp lệ của ông là không đúng. Nhưng mà bà sẽ xem xét lại và bà sẽ tuyên bố rõ ràng trong cái phiên tòa. Bây giờ ông phải ra tòa. Và đồng thời khi mà ông ra tòa đó, thì tôi cũng sẽ cho ông biết rằng cái tu chính án thứ 14 ông có vi phạm hay không. Tôi sẽ cho ông biết. Tôi sẽ cho ông biết rằng ông có vi phạm với tu chính án thứ 14 bằng cách kích động cái cuộc nổi loạn đó hay không, hay là ông đã giúp cho những cái người nổi loạn đó, an ủi họ, nói là người tốt, khuyên nhủ họ, kích thích cái tinh thần của họ. Đối với vị. Cho nên cuối cùng nó là như thế này. Phiên tòa xét xử vụ án của ông Trump về cái tu chính án thứ 14 sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 10 và nó sẽ chấm dứt vào ngày 3 tháng 11. Rất là quan trọng quý vị. Bắt đầu 3 tháng 10 và tiếp tục đến ngày 3 tháng 11. Tại sao có 4 ngày như vậy? Là bởi vì những cái người lo vấn đề bầu cử ở Colorado, họ nói cái thời gian phải cứng như vậy. Để vì sao? Bởi vì họ cần phải có mọi sự việc kiện thưa như thế nào, quyết định cuối cùng thì họ phải chấm dứt trước ngày 5 tháng 1 để họ có thể bỏ tên ông Trump vào trong lá phiếu hay không bỏ tên vào ông Trump vào lá phiếu. Và những tiểu bang như là Minnesota và Michigan cũng đang chờ đợi cái giải quyết này. Và những tiểu bang khác đang nhìn vào cái vấn đề này để họ có thể làm theo hay không. Cho nên Colorado là tiểu bang để mà quyết định
là ông Trump được ra tranh cử hay không, dù rằng bà thẩm phán Sarah Wallace có quyết định rằng ông Trump thắng hay ông Trump thua thì đều có những cái kháng kiện hết quý vị. Nếu ông Trump thắng thì cái nhóm người mà kiện thưa ông Trump sẽ kháng kiện lên tòa án, có thể là tòa án tối cao pháp viện ở Georgia. Và ngược lại, nếu ông Trump thua kiện thì ông sẽ kháng kiện cứ lên tới tòa án, có thể là tôi như tôi nói, có thể là tối cao pháp viện ở Georgia, xong rồi lên tòa án phúc thẩm, xong rồi sẽ lên tới tối cao pháp viện, chắc chắn là sẽ đến tối cao pháp viện. Bây giờ chỉ cần bà Sarah Wallace ra một cái phán quyết, bên nào cũng vậy thôi, cũng đưa lên tối cao pháp viện. Đó là những gì tôi muốn gửi đến quý vị tối nay. Xin cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon, và những quý vị nào đang làm việc, đang vui chơi thì làm việc và vui chơi thật là vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều và xin hẹn lại vào trong chương trình lần tới. Xin chào tạm biệt quý vị.